Để chuẩn bị phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2018, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Sài Gòn Co-op cho biết đã chuẩn bị hơn 130.000 tấn hàng hóa phục vụ Tết Mậu Tuất, nghĩa là tăng 15% so với năm ngoái. Đại diện Sài Gòn Co-op cho biết kế hoạch cung ứng hàng hóa Tết đã được doanh nghiệp chuẩn bị từ tháng 6 năm 2017. Tổng lượng hàng hóa dự kiến cung ứng cho 3 tháng trước, trong và sau Tết là hơn 130.000 tấn, tăng 15% so với năm trước. Trong đó lượng hàng bình ổn tăng từ 5% đến 30% tùy nhóm, các mặt hàng còn lại có độ tăng trưởng khác nhau từ 15% đến 30%, dự kiến tăng cao nhất nằm ở nhóm thực phẩm tươi sống gồm rau củ quả, trái cây, các loại thịt và các mặt hàng công nghệ được ưa chuộng dịp Tết như bánh mứt, nước giải khát, bia vân vân. Đặc biệt, dịp Tết năm nay Sài Gòn Co-op cũng sẽ cung ứng cho thị trường khoảng 100 tấn gạo, rau củ quả và thịt cá đạt tiêu chuẩn hữu cơ của Mỹ và châu Âu mang thương hiệu Co-op Organic ngoài mở rộng hệ thống để tăng độ phủ và tính kết nối cho hàng bình ổn giá, hàng Tết đối với người tiêu dùng trên cả nước, Sài Gòn-Cuối cũng sẽ tổ chức khoảng 200 chuyến bán hàng lưu động đến vùng sâu, vùng xa và phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Trước đó thì đại diện Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, Sở đã hoàn thành kế hoạch sản xuất và dự trữ hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Theo kế hoạch thì lượng hàng hóa doanh nghiệp chuẩn bị cung ứng cho 2 tháng Tết là hơn 17.800 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với Tết Đinh Dậu 2017. Trong đó thì giá trị hàng bình ổn thị trường phục vụ Tết là hơn 7.000 tỷ đồng.